Gạo nếp gạo tẻ hai và Hạ Lan đất xỉu vì đòn khẩu nghiệp sát thương cao của nhà Thông gia trong tập 15 Gạo nếp gạo tẻ phần 2. Bà Quỳnh một lần nữa bỏ mặc con gái, còn Thiên Long tiếp tục gây phẫn nộ với đủ chiêu trò hèn hạ khiến bà Hạ Lan tức đến ngất xỉu. Trong tập 15 Gạo nếp gạo tẻ 2, cuộc gặp gỡ của Bảo Châu, Thúy Ngân và mẹ ruột là bà Quỳnh, Cát Tường sau hơn 20 năm diễn ra vô cùng chóng vánh. Sau khi thăm dò Bảo Châu và biết rằng ông Hải đã bỏ đi, chuyện xấu mà mình đã gây ra năm xưa đã được bà Hạ Lan, nghệ sĩ ưu tú Minh Đức và bà Cúc Khánh Huyền che giấu, bà Quỳnh tỏ ra rừng rưng. Bà đuổi Bảo Châu về với lý do là không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô. Thủy Tiên, Khánh Linh kể rằng mình chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà Quỳnh nhặt về nuôi từ lúc cô 5 tuổi. Hai mẹ con đã trải qua cuộc sống còn hơn cả cực khổ. Thủy Tiên cho rằng chị em Bảo Châu may mắn là có gia đình yêu thương và khuyên cô nên kể chuyện này với các chị em để tạo thiện cảm cho bà Quỳnh. Tại nhà bà Hạ Lan, Thiên Long, Huỳnh Đông ngày càng lộ bản chất là tên chồng đều cáng, coi đồng tiền là tất cả. Anh chút giận lên đầu Bảo Trâm, Lê Khánh sau khi phát hiện ra chuyện Tuấn Béo, Phạm Anh Tuấn được dì Cúc, Khánh Huyền nhận vào quán cơm làm việc. Vốn xem thường bà Cúc, cho rằng bà không có quyền gì để quyết định chuyện trong nhà, Thiên Long tìm bà Hạ Lan để thuyết phục đổi người. Tuy nhiên, bà Hạ Lan cho rằng giúp người là việc nên làm, chưa kể Tuấn còn là em của Thiên Long. Bà cũng khẳng định với đứa cháu rể không biết tôn ti trật tự rằng mọi chuyện trong nhà từ trước đến nay đều do bà Cúc làm chủ. Không chấp nhận ấm ức, Thiên Long gọi chị và mẹ ruột tức tốc đến nhà vợ gây sự, căn dặn họ phải quậy banh chành để Tuấn Béo biến mất, đồng thời hăm dọa Bảo Trâm cho bỏ ghét. Chưa hết, để chiều lòng xếp tổng, Thiên Long còn bắt Bảo Anh, Tường Vi lập tức đến công ty biểu diễn, bất chấp cô em vợ muốn ở nhà để chăm sóc bà nội đang bị bệnh. Dưới bàn tay, đạo diễn của Thiên Long, Loan, Thụy Mười và bà Lý, Vi Phụng hùng hổ kéo đến đòi từ mặt nàng dâu Bảo Trâm nếu cô không đuổi Tuấn Béo. Chứng kiến chị dâu và dì Cúc bị mạt sát nặng nề, Tuấn Béo nói với mọi người là sẽ rời đi. Được nước làm tới, Loan ép Tuấn vĩnh viễn không được xuất hiện ở khu nhà bà Hạ Lan, đồng thời dọa sẽ cho em trai ly dị Bảo Trâm trong vòng một nốt nhạc nếu cô còn giúp đỡ Tuấn. Trước thái độ quá quắt của nhà Thông gia, bà Hạ Lan ra mặt giữ người, đồng thời quyết định cho Tuấn dọn về nhà bà ở. Nếu thằng Long mà bỏ con vì chuyện này thì nội nghĩ con cũng không cần tiếc một người chồng như vậy nữa, bà nói với Bảo Trâm. Đối lý trước bà Hạ Lan, bà Lý buông lời cay nghiệt, bác này đã từng cưới vợ bé cho con trai thì làm sao xử sự được chuyện này, đối xử với gia đình tôi như vậy thì con cháu mấy người sau này không đẻ được con trai đâu, lúc đó tôi sẽ cưới vợ bé cho con trai tôi, đừng có trách. Chuyện ông bà làm thì sau này con cháu sẽ nhận hậu quả. Quả báo đó, hai chữ quả báo như nhát dao đâm thẳng vào tim. Bà Hạ Lan khiến bà sốc đến ngất. Tại nơi làm việc của Thiên Long, Bảo Anh lo lắng cho bà nội nên bỏ dở buổi biểu diễn violin, khiến Thiên Long tức tối. Giữa lúc cô biết tin bà nội đi cấp cứu và muốn bắt xe đến bệnh viện thì Đông Quân, ST Sơn Thạch bất ngờ xuất hiện như một vị cứu tinh. Những tập tiếp theo Gạo nếp gạo tẻ phần 2 sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh truyền hình V Channel HTV2 lúc 20 giờ, V Giải Trí lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Hãy like, share, bấm đăng ký kênh để xem nhiều thông tin hơn nữa. Thanh yêu so mất mũ mũ.